Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất, ra cỗi và cũ khí, vì sao trực thăng Mi-24P vẫn có thể đánh bại được AH-64 Apache của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik bên lề triển lãm hàng không quốc tế Mark 2019, đại diện nhà máy chế tạo Rostvinter, một thành viên thuộc tập đoàn trực thăng Nga đã tiết lộ lý do vì sao dòng trực thăng tấn công thành công nhất của Nga, cá sấu Mi-24P có thể đánh bại các mẫu trực thăng khác trên thị trường vũ khí quốc tế? Theo kỹ sư chính của nhà máy Rosfenner, ông Alexander Lulovsky cho biết rằng dù đã có tuổi đời phục vụ hàng chục năm, thế nhưng Mi-24P vẫn chưa hề già. Giá trị của Mi-24P cũng đã được chứng minh trên thị trường quốc tế như là một trong những dòng trực thăng tấn công đáng tin cậy nhất và có hiệu quả chiến đấu cao. Tại nhà máy Rosfenner trong một số giai đoạn. Quá trình sản xuất và phát triển của MI24P bị tạm dừng để nhường chỗ cho việc phát triển thợ săn đêm MI28N, kẻ khiến cho MI24P trở nên lỗi thời chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, điều này lại mang đến cho MI24P lợi thế lớn hơn trước các đối thủ. Bên cạnh việc ngưng hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện máy bay nước ngoài, cũng là một trong những yếu tố khiến cho nhà máy Rosventer có thể đưa ra được gói nâng cấp toàn diện dành cho MI24P và giờ đây nhà máy này đã nội địa hóa 100% MI24P. Theo ông Alexander Lolosky, trong quá trình hiện đại hóa MI-24P, nhà máy Rosventer đã sử dụng lại một số bộ phận của trực thăng tấn công MI-35 biến thể hiện đại hóa sâu của MI-24P. Hầu hết các bộ phận này đều là các thiết bị điện tử hàng không như là hệ thống dẫn đường, điều hướng điện tử cho hệ thống chi sát và điều khiển hỏa lực. Có thể nói rằng, các thiết bị analog trên MI-24P đều được tự động hóa một cách tối đa cho phép phi hành đoàn của nó có thể tìm và diệt bất cứ mục tiêu nào từ dưới mặt đất cho đến trên không chỉ với một thao tác. Cùng với hệ thống thiết bị điện tử, hệ thống vũ khí của MI24P cũng được thay đổi cho phù hợp hơn với môi trường tác chiến hiện tại. Theo đó, ở biến thể mới nhất, MI24P được vũ trang thêm post UPK 23 250 mm mang theo pháo hai nòng 23L, 23 ly NPPU-23. Ngoài ra, MI24P cũng được vũ trang thêm hai bệ phóng rocket B8V20 có thể mang theo 20 quả rocket 80 ly S8, bệ phóng mang bom nặng từ 50 đến 500 kg và 8 quả tên lửa chống tăng dẫn đường Alaka tất cả số vũ khí này đều được bố trí ở hai bên cánh phủ. Cũng theo ông Alexander Lolosky, gói nâng cấp mới dành cho dòng trực thăng tấn công MI-24 của nhà máy Rovester hiện tại chỉ tương thích với các biến thể MI-24P và MI-24V, còn các biến thể MI-24A, MI-24D thì lại là chuyện hoàn toàn khác khi thiết kế của chúng có quá nhiều điểm khác biệt. Từ những điểm đã nêu trên, có thể thấy rằng gói nâng cấp mới dành cho MI-24P của nhà máy Rovester đã mang lại một sức sống mới cho MI-24P cho phép nó có thể tiếp tục hoạt động thêm ít nhất là một thập kỷ nữa. Bên cạnh đó, gói nâng cấp này không chỉ dành cho các quốc gia đang sở hữu MI-24P mà còn hướng tới các khách hàng tiềm năng của dòng trực thăng tấn công này. Và trên thị trường vũ khí quốc tế hiện tại, trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ lại có thể thêm một đối thủ đáng gờm đến từ Nga. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!